Rồi, chào anh em, chào bà con, cảm ơn anh em bà con trả lại với siêu thị Hồng Thắng ha. Bữa nay bên Hồng Thắng về ngách chục vô quay chia sẻ anh em ha. Anh em mà gần xa cần xài liên hệ bên Hồng Thắng ha anh em. Rồi mình xin vô chi tiết ít dòng chục vô để quay giới thiệu cho anh em ha. Đây, sơ nét qua ít dòng chục vô nghe anh em. Đây chục vô dòng này dòng IHI nha. Đây mới về chưa có vệ sinh nha anh em. Nhưng mà dòng này mình thấy đẹp nha. Thứ một nha nè. Y thứ một nè, dòng này thứ một, không có gì khác. Đây. Này rất là dễ phù hợp dễ chế nha nè. Em gắn vô dòng. Dùng máy nhỏ nhỏ chạy rất là ổn nha. Nó có giải nhiệt nước luôn nè. Còn bảy màu vàng khè hết. Dòng này chiếc này về lô này rất là mới. Đây. Chùi sơ sơ ra là thấy mới chét nè anh em. Mãi về sao cập nhật tại xưởng mình thì mình vẫn để vậy nha. Nhưng là anh em là mua thì mình chiếc ít thời gian ra mình vệ sinh. Cái này dòng này nó thứ một mà nó có hai ba đời nghe anh em. Đời này đời cánh gió thưa và đời cánh gió mịn nha. Đây. Đây cánh gió này dày hơn nè anh em. Đây. Đây dòng này cánh gió dày hơn. Không độ gơ lắc nha nè, nó chỉ cho phép thôi nè. À. À. Còn rất là chuẩn nha. Đây, cái mặt dưới ở đây. Mình quay vô cái mặt dưới 5 lỗ, rất là thuận tiện cho anh em về phan lỗ lại hoặc là chế cháo ha. Đó. Càng hơi càng gió thì cũng còn đầy đủ. Đây, đây nữa nghe nè. Mình về cũng hơi tối, mình quay chia sẻ anh em ha. Anh em là càng xa càng xài thì liên hệ bên Hùng Thắng nha. Dòng chục bô, turbo tăng áp. Thì mình cũng nói rõ nguyên lý về mình bán ha, phương thức ha. Này là mình không phải là bán đúng hàng zin của dòng các máy anh em yêu cầu cả ha. Mình chỉ bán dòng chế ha. Anh em nào thấy phù hợp đó, à, về chế cháo về đây gọi. Rồi mình thì mình bán, mình coi theo... như anh em muốn chế thì như biết cái bích tông nó đường kính bao nhiêu ly và mấy nhiêu chấm và là bao nhiêu HP là mình sẽ đưa ngay. Cái chiếc này về lô này thứ một anh em, không có gì mà khác biệt nha, cũng dòng IHI, chỉ có khác nhau là cái cánh gió, một cánh mà quạt dày vào cái quánh quạt gió mà thưa. Đây mình cũng chỉ bán chứ mình chưa biết cái nguyên lý nó như thế nào, dày thưa này nè. Anh em thấy không? Cái này là dày nè. Này à. Mười cánh nha anh em. Này 10 cánh 2 4 6 8 10 cánh chiếc. Cái này 5 cánh đôi. Đây, đôi nha anh em. Mình nghĩ là đôi với chiếc thì nó cũng có cái về trong đây, nhưng công sức thì mình nghĩ nó bằng nhau nha anh em. Còn anh em nào mà trải nghiệm nhiều thì dòng chục bô này, với thứ hai nữa am hiểu gì nhiều thì cho xin ý kiến ha, để lại với bình luận ở dưới ha, để anh em mình cùng nghề trao đổi với nhau. Cái này là về số lượng nha anh em nào cần xài thì liên hệ ha, ưu tiên cho anh em mua số lượng nhiều. Còn mình cũng nói trước liên phương thức của mình, bên mình bán hàng nha anh em, chuyển khoản đủ mình bao ship, còn anh em cọc thì tiền ship em tự lo ha, toàn quốc nha anh em, ship toàn quốc nha. Mình cũng không nói quá gì nhiều dòng chục bô này nha, này cũng thông thường ở xưởng mình, ở mình cũng được bán dòng IHI này cũng 2-3 mặt hàng anh em. Rồi anh em nào muốn mua thì vô alo trực tiếp nha, câu nhắn tin thì cũng hơi lâu trả lời nha, mình có để số bằng điện thoại trên màn hình video đó. Rồi anh em vô mua rồi xong rồi anh em cứ gọi đi. Còn nếu không gọi thì gọi lại, kêu mình gọi lại mình sẽ gọi ha. À, mình cũng xin thưa ha, mình cơ sở mình nhỏ lẻ. Mua dòng chục bô hoặc bất cứ đồ bãi gì, bán về để kiếm đồng lợi nhuận. Chắc cú là mình sẽ lựa đồ đẹp mình mới lấy. Còn đồ mà bậy tầm bạ là mình không lấy nha nè. Tại vì nếu mà lấy về mà bán không được, hàng tồn lại là nó sẽ âm vốn nha nè. Cái lượng vốn mình thì nó cũng không có được nhiều nên mình lựa rất là ok nha anh em. Anh em yên tâm về vấn đề mà bên xưởng mình lựa ha.
có hy hữu là nếu những ngoài ý muốn thôi, chứ còn nói thật sự là đồ mình đem gửi cho anh em xài thì cũng hơi khó mà hư đó. Rồi cuối video cũng chúc anh em sức khỏe ha, mua bán thành công rồi, chào anh em.